Đấy, em đang test cho bộ bác khách nhá. Anh Luyến nhá. Anh Luyến Đà Nẵng nhá. Anh Luyến Đà Nẵng. Đó. Vàng DX600 và đẩy LT1600. Anh chuyển chế độ đi, tắt nhạc đi, test đây. Em cho nhỏ nhạc lại, test chế độ nhá cho anh em nhá. Đó. Anh lấy điều khiển đi, đây, cái điều khiển đây. Con này có điều khiển anh em nhé. Đây là chế độ 1 này, đây là sẽ sử dụng chế độ 2. Đó, đây này. 1, 2 này. Đây là chế độ 2 là chế độ revert này, chuyển lại chế độ 1 này. Đó. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, ok anh nhé. Đó, thì với cái này thì đây là chế độ 3 này. Đó. Anh chế độ 3 là eco nhanh anh em nhé. Chế độ 4 này. Đó. 4 là chế độ eco chậm anh em nhé. 5 6 là nghe nhạc nó sẽ không có mic đâu anh em nhá. Đấy 5 6 là chế độ nghe nhạc này. Đấy, quay lại chế độ 1 này. Bình thường mình sẽ hát ở chế độ 1 nhá. Chế độ 2 là chế độ revert là những người hát hay này. Nó không có nhại. Đấy, chế độ 3, 4 thì là một cái chậm, một cái nhanh. Đấy, bình thường mình sẽ hát ở chế độ 1. Đó, ok. Ok chưa? Đây là anh muốn tăng giảm mic này, tăng giảm nhạc này. Đó, thì đây. Đấy, ví dụ em tăng giảm nhạc. Đó, anh nhìn nhờ. Đó. Ok chưa? Đấy, tăng giảm nhạc ở đây này, tăng giảm mic ở đây này. Đó, tăng giảm chống hú này ở đây này. À, effect là vang nhại là tăng giảm ở đây này, đây này. Nhìn này, 33 này, 34, 35 này. Đấy, giảm này. Đó, ok. Đó, ok chưa? Rất là đơn giản nhá. Còn LT1600 thì công suất của nó thì em báo lại với anh em là công suất của nó đạt là 800W một kênh ở chế độ 8 ohm anh em nhá. 4 ohm là 1200W. Đó, giá là 6,2 triệu bên em bao ship nhá. Còn con DX600 này là giá 3,5 triệu này. Đó, sẽ là cũng là bao ship luôn anh em nhá. Đấy thì tặng anh là như này. Tặng anh là một cặp dây Canon này, anh kết nối xuống này. Một dây quang này. Một cái điều khiển theo này. Một dây nguồn này. Đó, một cái dây kết nối với máy tính này. Đó, một cái anten này. Đó, ok chưa? Đấy, anh cứ sử dụng như vậy nhá. Và tiếp theo này, anh để ý cho em là 7, 8, 9 USB optical và coaxial thì nó ứng với ví dụ như 7 là Bluetooth nhá. 7 là Bluetooth này. Anh nhìn nào, nó sẽ ăn với Bluetooth. Ấn 7 là sẽ Bluetooth. Ấn 8 sẽ là AUX1. Đấy, 8 là AUX1 đây. Đấy là sẽ là em đang cắm AUX1. Đấy. Đấy, AUX1 này. 9 là AUX2 này. Đó là BMG AUX2 này. Đó, Bluetooth này. USB này. USB là cái USB này. Còn optical muốn dùng cùng cổng quang thì ấn optical đây. Đấy, nút 0 này, coaxial này. Đấy, nó hỗ trợ rất là nhiều. Đấy. Ok chưa? Rất là dễ dùng nhá. Đó, FBX này. Đó, đây là FBX1 này, chống hú này, 1 2 3 này, có 3 chế độ này. Đấy, thì vậy là đơn giản thôi, rất là dễ dùng. Đó. Đấy, đơn giản đúng không ạ? Còn nó ghép nối thì cũng dễ. Tiếp theo đây em sẽ tắt nhỏ đi. Em sẽ quay đằng sau cho anh em xem nhá. Đó, anh thử cho cái mic này về đằng trước một tí. Đấy. Nhá. Đây là đây, anh em thấy chưa? AUX này. Em đang cắm trên AUX này. Còn đây là AUX1, đây là AUX2 là BMG cũng vừa rồi. Đấy, đúng không ạ? Đấy, cắm ở đây nhá. Bình thường anh sẽ cắm vào AUX này cho em. Đấy, em cài đặt AUX rồi, còn thích cắm optical cắm ở đây. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Đó, mic thì chúng ta cắm vào đây. Nhà anh có mic rồi, anh cắm mic 1 cho em là được, đúng không ạ? Đấy, còn tiếp tục là hai cổng, anh sẽ cắm là hai cổng MGML. Đấy, MGML. Đấy, cắm vào. Tặng anh dây. Đấy, thì anh sẽ cắm xuống CH1, CH2 cho em là được. Đấy, CH1, CH2 cái này em chỉnh hết rồi. Cứ cắm vào thôi anh em nhé. Đấy, làm như video và đấu vào hai đỏ nhá, mình dùng gia đình thì mình đấu hai đỏ cho chắc. À xin lỗi anh em, một đen một đỏ, cứ một kênh là một đen một đỏ cho chắc nhá. Đấy, như cái âm ly nhà mình thôi. Đấy, rất là dễ dùng.
Đấy, rất là đơn giản như thế thôi nhá. Cái cấu hình này trị giá là 9,7 triệu. Bây giờ sẽ bao ship cho anh em nhá. Một đẩy 800 mắt đầu kênh với một vang số. Đó, 9,7 triệu anh em nhá. Công suất này thì với cái con công suất LT1600 này thì anh em chơi tốt cho những cái con loa bát 40 luôn anh em nhá. Đó, anh em cùng tham khảo nhá. Ai có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Chào tất cả anh em nhá. Chào tất cả các bác nhá. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.